Định cho đúng này. Bắt đầu. Đạp cái chân sau và tiến người về phía trước. Đến từng bước một, cái chân sau từ từ này, cái chân đầu này, cái mũi bàn chân này, chú ý mũi bàn chân này, từ từ hạ xuống này. Thì cái mũi bàn chân trước vừa chạm đấy đó thì gót chân sau nhấc lên, chứ không được thế này, mà cái này nó từ từ này. Mũi bàn chân vừa chạm được thì gót chân sau thì phải lên. Mọi người mắc cái sai lầm là cái mũi bàn chân chưa xuống là sau là lên, là cướp mất hơi thở. Đừng xoay lại xoay, lưu ý cái vai luôn luôn song song với cái vuông góc với bàn chân. Được chưa? Bắt đầu này, hít vào thì bụng phải phình ra, đưa người về phía trước. Thở ra thì cái gót chân sau hà từ từ hà xuống, nó chạm đất đã rồi mình mũi chân sau mới được lên. Mọi người không được cùng làm một lúc, hiểu chưa? Cái chân sau nó hà xuống á là nó phải hà từ từ xuống, nó chạm về dưới mặt đất thì khi mũi bàn chân đồng thời lúc này mới nhấc lên. Thở ra mình thọp lại, hít vào, bụng đưa lên, bụng ra lên, thở ra. Rồi, hít vào, bụng phình lên, thở ra. Anh tôi vừa mới làm xong, anh là chơi một phát thế này thôi. Chơi thế này là được, phải chơi từ từ này. Cái này vừa chạm xuống thì cái gót cháu mới đẩy lên này. Mình nó mới có lực từ giữa cái lòng mũi bàn chân lên, thở ra này. Cái này vừa hạ xuống, có một giai đoạn là chân bị được vuông góc, luôn luôn vuông góc. Từ trước, lùi ra đằng sau thì hoàn toàn thẳng. Nhưng mà cái loại đoạn chuyển tiếp á, là cái chân trước vuông góc này, đặt chân sau mình lên này. Lúc hạ xuống là chân sau vừa hạ xuống, người nó rơi về dưới gót chân sau, thì cái chân trước vẫn đang còn vuông góc. Hạ xuống đấy, chân trước vẫn vuông góc. Sau đó mới đẩy cái mũi bàn chân trước, đẩy người ra đằng sau nó mới thẳng. Chỉ là đẩy ngược, chỉ đẩy như thế này thôi. Cái nhịp này mà sai thì tập sẽ sai. Học trò của tôi là một năm mà vẫn chưa bắt được cái nhịp này, là bởi vì tôi muốn cho họ tự khám phá, nhưng họ không khám phá được. Cái nhịp này mà sai là hơi thở của giao động không đạt được trình độ rồi. Lại này, đặt xuống chỉnh người lại. Ở lại thế này không chỉ là chuyện. Đừng có gồng thả lòng chỉnh thế này, quay lại thế này, đừng làm bay lời chạm gì này. Tha lòng. Người ngửa ra đằng sau một tí. Rồi, người này bắt đầu này. Hít vào này. Bụng phình ra. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hiểu chưa? Nhưng mà cố gắng chỉnh lại cái người, luôn luôn mọi người cái vai mà không vuông góc với bàn chân trước á, thì cái tay lại thế này không quay và người không thẳng. Cho nên là lúc một lúc bắt đầu tư thế là phải điều chỉnh cơ thể mình cho đúng về phương vị. Lúc làm chỉ được 3 lần thôi, ví dụ như tiến vào, lúc ý tôi nhắc lại này, không được thế này. Nó có phải có một giai đoạn chân vuông này, hít vào này. Như cái này vừa xuống chân vừa vuông này, thì cái đằng sau mới được nhấc lên. Đồng thời ngược lại lúc hạ xuống này, nó hạ xuống á, thì cái chân trước vẫn còn vuông, chứ không phải là hạ thế này. Hiểu chưa? Cái chân trước nó hạ xuống này, thì cái chân trước còn vuông, nó vuông bởi vì nó sẽ dùng cái lực đẩy, nó đẩy người ra đằng sau. Hiểu nguyên lý chưa? Thì lần làm 3 lần, đến lần thứ 3 là hít vào này. Lúc hạ xuống này, hạ cái gót chân sau xuống. Lúc này là chỉ nhấc cả hai, lúc này là hạ gót chân sau xuống, nhưng mà nhấc cả hai mũi bàn chân lên.
để cho hai cái gót xoay đằng sau. Lúc hạ cái gót chân sau xuống này, nhắc lại lúc là cái lần hít thở thứ ba. Vừa hạ cái gót chân sau xuống thì giữ cái gót đó luôn và nhấc cả hai mũi bàn chân lên cùng một lúc. Thì tự động nó quay đằng sau. Đồng chí em ơi, đồng chí em đứng quay nào, các bạn chỉ thấy rồi. Mọi người bắt đầu tập xoay đây. Nhìn này. Bắt đầu thế này này. Bắt đầu nhấc cái mũi bàn chân này để hai cái mũi bàn chân cùng một lúc. Bây giờ mình đang tư thế này mà mình nhấc cái mũi bàn chân phải lên á, là người nó tự động xoay bên bên phải. Thì tập xoay đấy. Và lúc mà xoáy ra là phải đứng luôn cái vị trí để chuẩn bị động tác tiếp. Lúc tôi từ bên phải tôi xoay sang này thì người tôi phải nghiêng để chuẩn bị cho cái động tác này. Phải chuẩn cái chân trước, mùi phải hất lên đó, anh phải trù với chân sau, người nghiêng anh phải điều chỉnh cái người cho anh cho vuông góc cái vai, vuông góc cái bàn chân, vuông góc xoay lại, lưng thẳng ra một tí, vặn một tí nữa cái vai của anh cho đúng rồi. Mà người hơi ngửa ra đằng sau một tí. Rồi làm bài từ đâu này? Đó vừa rồi mọi người là hơi thở hai thì. Hít vào và thở ra. Tí nữa mình tập hơi thở ba thì. Rồi đứng lại chuẩn bị. Đứng. Đứng lại tôi nhìn tôi chỉnh chân chứ. Đứng lại hơi mỏi tí xong rồi đứng lại. Chôn ghi chân sau xuống một tí, chôn ghi chân sau vào, chôn cái đầu gối về, chôn cái đầu gối người ngửa ra đằng sau. Đó, đúng rồi, ta sẽ người ngửa ra đằng sau. Chân này mà chưa mũi bàn chân phải chưa hạ xuống trước thì gót chân sau chưa được phép nâng lên. Mọi người là bị cái nhịp này này. Cái nhịp này này là sai. Cái này nó phải từ từ nó hạ xuống này. Thì cái này mình đưa lên. Rồi làm lại, chuẩn bị. Hít vào. Bụng mình ra. Thở ra, gót chân xuống đã nên mũi bàn chân mình được nhấc lên. Thở ra, phập bụng lại. Người tới thì bụng tới, hít vào. Thở ra, người ra thì bụng ra sau, phập lại. Hít vào. Bụng tới này. Bắt đầu lần thứ ba này này, hít vào, thở ra này. Nhấc cả hai mũi bàn chân lên. Tự động quay đằng sau, tiếp tục hít vào, thở ra, hít vào, bùng tới, chỉnh cái vai lại, thở ra, chỉnh vai lại, hít vào, tay thả lỏng, hít vào. Bắt đầu quay trở lui, nhấc 12 bàn chân lại, quay đằng sau, nhấc 20 bàn chân lên. Thầy làm là được rồi đấy. Làm lại nhá, làm lại cùng với tôi một lần nữa này. Lưu ý phải chỉnh cái vai mình. Mọi người là hiện tại là đang chỉnh cái bước này rất tốt. Nhưng mà quay quên mất cái vai và cái tay. Quá trình tập này là tay dư như bị bài liền, không có lực. Như tôi đã nói là phía trước giống như là một cái cây nó gắm vào trong lớp thịt vừng ở phía trên, càng lỏng càng tớ khí huyệt nó mới chạy được. Cho nên tay này đến là mặt giống như tay như thế này mình tập khoảng độ 3-4 lần là tay giống như một gánh một sách một cái gì rất nặng, nó nặng nề và bắt đầu nghe tê 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 nó lòng bàn tay nếu như mà đứng. Rồi làm lại này. Làm lại hai chi nhá, mời. Hít vào. Bùng pin đó. Thở ra. Bùng gọt lại. Hít vào.
vùng pin ra miền ngầm thở ra vùng thọp lại. Lần thứ ba này, hít vào vùng pin ra thở ra, bắt đầu nhấc cả hai vùng bàn chân lên, quay ra đằng sau, hít vào thở ra, từ từ miệng ngầm lại, người có người, hít vào thở ra, lần thứ ba hít vào thở ra, xoay lên ngực, nhấc thành bàn chân lên. Như khi xoay lại chân, chân có để mặt đất hay không? Không, để gót chân lên để chuẩn bị làm tiếp chứ. Lúc mà mình quay lại là rõ ràng hai mình bàn chân thế này mà. Nhưng mà mọi người làm thế nào cũng nhìn thấy người toàn là nhìn nghiêng, nếu như ai mà kì vai chứ đúng là nên tập ở cái hướng nghiêng hết, vừa thở vừa xoay, lúc thở ra vừa thở vừa xoay, hết hơi thở thì người cũng vừa xoay lại đằng sau. Ai như ai ba người lên tập hay là năm người tập từng đợt một để tôi chỉnh. Năm hay là mười? Năm mười. Đấy. Chỉnh cho. Thầy cứ đứng xuống luôn bên đây lên. Rồi tập đi, tập tư thế là được rồi. Đứng đi. Tập đứng được cái đã. Nhìn người, chỉnh người là một người thẳng ra đằng sau, người nữa. Đúng rồi. Thì tay lại quay như này rồi. Đúng rồi, thả lỏng ra. Đây, bên này là lấy nét này. Rồi. Không biết lấy nét đâu. Đây chỉ vặn đây thôi. Hít vào. Bắt tay cực kéo. Không cần đấy, không cần. Chỉ quay theo hướng này thôi. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Vào. Nó quay, thở ra. Nhấc hai mình bàn chân lên, vừa thở vừa quay ra được. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Bắt đầu thì chân hơi vuông để tập cho thở quen, cho thường thường là nó không vuông lắm đâu. Nó không cần vuông lắm mẹ như biết cách đi tuyệt chân. Bởi vì mọi người không tuyệt chân nên bắt buộc phải vuông tí. Rồi, tập lại đây. Nhìn tay. Cô hơi thở vuông ngay như một chuyện cô chậm lắm, cô chậm quá, cô tóc quá, nên mọi người chẳng không biết. Thì tay để này, cho này. Thì em này, tay thả lỏng á, thả lỏng á. Và cái một bàn chân thì hơi trả lên một tí cao bên này để cho cái chun chân cao hơn nữa, chun chân cao thủy lên người thì phải nghiêng lại đó, thì bên này là cái như thế rồi. Bắt đầu này, đi vào này, đi vào chun chân cao xuống, thở ra, hạ chân cao xuống, hạ chân cao xuống, đi vào, hiểu chưa? Hơi nhỏ mới được đấy. Nhóm xuống. Đầu tiên là phải thể hiện khi thở đứng vô đúng như đó. Nhóm nữa.
thì nhất cái bàn chân cao lên là hàng hít vào đưa người lên đặt đặt chân cao lên thở ra. Thở ra. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Anh thở ra đây cái chân lên để người đoan đàn chân lên anh thẳng kiểm chuyển xem nào. Trong lưng một cái lên. Hiểu chưa? Thở hít vào. Rồi bắt đầu làm này, làm lại đi đâu. Hít vào. Đứng lên. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Xoay. Xoay ra hai mũi chân chân. Rồi. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Xoay. Chúng ta đi nhiều lần rồi, cô cũng làm một chút vào đến đây á. Thì khi có chân sau cô chưa được phải nhấc lên. Mà người lên thì có chân sau cô đạp để nâng người mới lên được. Hà xuống thì có chân sau hà xuống trước. Người chân chưa được nhấc lên. Không là người lên được. Hiểu chưa? Chân chân. Lọc 22 chú. Đứng trên hai hàng được. Đứng trên hai hàng. Đứng chân đi được, kiểm tra chân được kìa. Thả lòng, thả lòng, thả lòng, thả lòng, thả lòng, thả lòng, thả lòng. Hít vào đi, hít vào. Từ từ hít vào. Đã. Nó có gần như có hai nhịp ấy. Thở ra. Thở ra đi. Từ từ. Thở ra, nâng mười chân lên rồi. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra, quay. Hít vào. Quay lên đây nè. Ra. Hít vào. Có khi đoạn này không được quay đâu.
thật sát thân đấy thôi. Em thấy hít vào, nhanh lên một tí, hít vào, thở ra từ từ, hít vào, đúng không? Cô bước cái chân, cái biên độ của cô ngắn quá, mà cái biên độ này, hít vào này, đạp như đạp cái hơi thở về mũi bàn chân đó. Cô là cái thế này, cô cần ngắn thế này đâu rồi được. Muốn muốn cái biên độ đó thật dài thì bàn chân hất lên càng cao thì hơi thở mới được càng chậm và mới thở dài được. Hất cái đằng cao thì người bắt buộc phải ngửa đằng cao. Hít này, đạp từ từ giống như đạp hơi thở về mũi bàn chân, rất là từ hơi thở hít vào đến bao nhiêu là dùng cái ra bấy nhiêu. Rồi lại đi, bắt đầu lại thì nhỏ mới hơi để rồi mũi bàn chân hất cao lên, người ngửa ra đằng sau tiếp chân. Chân sau chun xuống, chân sau chun xuống, chun xuống nữa, như phần là chân sau chun xuống nữa, chun xuống nữa. Như mọi người. Bỏ lại, tập ra. Đừng nghỉ lại tí nữa, thì nhỏ nó hết vị trí hết, bây giờ đừng lại, tôi nghỉ tí nữa. Nghỉ tí nữa. Hiểu chứ hiểu, nguyên tắc của cô là đừng vì sao là cái chân sau cô là trung xuống càng lâu thì nhiều càng tốt, trung xuống mà trung ngang là nhưng mà lúc đấy là người nó thẳng như thế, nhưng bắt trở lại thế này, bắt buộc nó bàn lại hơi đầu thì cái chỗ này hơi bị mỏi, tập tập bình thường năm đây, rồi chuẩn bị này, rồi thì sao thì biết đủ căng dây anh có thịt vào đẩy người đây, rồi thở ra hạ chân sau xuống, từ chân sau xuống. Hít vào. Tốt. Cô bất vào là cô hai bàn chân cô thẳng bắn thế này. Đi ra cô cũng thẳng bắn thế này. Lúc cô hít vào này. Hít vào này. Chân trở ra. Cô phóng luôn. Đằng sau là chân không. Đẩy cái lực của chân sau này. Chân không. Tay thẳng. Bắt đầu chân gập không. Gập không không. Để lên. À chứ không cũng chết được mình không. Rồi mình nhắc mình cái này. 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 Thở ra này. Hà chúng ta xuống. Chết được không. Là nó bắt đầu nhắc lại. Rồi lại đi. Rồi, hít vào. Thở ra. Hít vào. Bùng pin ra, hít vào, bùng pin ra, đưa tay trước. Thở ra, bùng thọc lại. Người ra sau thì bùng thọc lại. Hít vào. Bùng pin ra, hít vào, bùng pin ra, rất từ từ, đẩy lên. Bắt đầu thở ra, hai chân gót chân quay này, quay làm sao? Quay trên hai gót chân này, mùi hai mùi bàn chân nhấc lên. Quay từ từ ra. Rồi tiếp tục hít vào.
Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Ok, nhỏ mới được cái đó. Đi phải chỉnh cứ bốn chưa lên cho phải chỉnh đấy. Chưa lên kề nhá. Chưa lên hết. Lên. Lên nốt, lên nốt. Ai chưa lên nốt kìa. Nhỏ mới cho ăn cao cùng vừa. Ăn cao thử đúng không? Rồi từ mình điều chỉnh lại cái vẻ thì đứng lại, tôi sẽ điều chỉnh lại. Chung cái chân sau, chung sang và chung ngang bên cạnh một tí nhận thì cái biên độ và cái đường bàn chân. Muốn cái biên độ nó lớn hơn thì bước bàn chân nó dài hơn vai một tí. Và cái chân sau nó chung ngang ra một tí. Lúc đấy là người anh bị nghiêng như này. Thì anh phải chỉnh lại. Chỉnh lại vô, rồi là đúng rồi. Tay thẳng lòng ngang. Rồi. Hạ lòng thân như thế nữa là sao? Con nhấn vào, hít vào. Nhớ nhịp bàn chân. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Vất lên từ hít vào phình bụng ra, vào từ phình bụng ra, từ đẩy bụng ra vừa đẩy người, cái chân sau đẩy lực người lên, thở ra quay lên hai bàn chân, rồi hít vào, thở ra. Biên độ của cái đầu mình, cái biên độ đi lớn lắm thì cái chân được hơi rộng ra hai vai một tí và cái chân phía sau là hơi chùng ngang ra thì mình đứng thế này rõ ràng là người mình đứng hướng này là không bị vấn đề gì nhưng mà phải chỉnh lại người và lúc đẩy hít vào này giống như là từ từ góc độ cái bàn chân mình có một đoạn vuông khi cái mũi bàn chân đến á thì bắt đầu cái lực như toàn bộ phía đằng sau cái bàn chân dài nên nó nâng lên đỉnh đầu nó nâng cả con người mình phía trước và cái người mình là một đường thẳng lúc mà thở ra là hạ bàn chân sau xuống thì mình phải giống như hơi thở của mình nằm ở dưới bàn chân đấy đạp cái hơi thở xuống từ từ thở ra hóp bụng lại và đến đây thì cái mũi bàn chân mình nhấc lên hiểu chưa. Bây giờ tập dần và chú ý những cái lưu ý là đừng có làm mất cái giai đoạn có một lúc chân vuông này để em sau này hạ xuống chân vẫn còn vuông này để em sau. Cái thứ hai nữa là luôn luôn chỉnh người lại cho vuông. Thưa thầy, tức là khi mà mình đưa như này là cái đầu mình chỉ đưa theo như này chứ không phải ngay như này. Ngay đây thì nó gấp cũng khỉ nóng cay. Tức là mình vẫn phải đường giống như một cây nó lao lúc đấy mình mà cảm tưởng lúc mình lên mình đẩy á là cảm nhận cái lực từ dưới ấy, nó chạy thấp lên đến đâu á thở ra này hít vào này thở ra này
Rồi. Tập từ từ rồi nó mới có công phu. Bây giờ hai thì là xong nha. Bây giờ chỉ tập cần tập hơi thở ba thì thôi. Ba thì là hít vào, ngưng và thở ra, gọi là ba thì thuần. Có nghĩa là ngưng lúc cùng đề. Và cái thì ngưng đó nó có một cái khó với cái chỗ là để tập cho cái bàn chân. Thì mình cứ vào hít vào này. Khi đẩy người lên hít thở mình được ngưng. Và cái thì ngưng này là hai tay cho thật lòng và xoay xoay cái gót bàn chân lại và dùng cái lực từ dưới bàn chân này để rung cho cái tay nhúc nhích. Đừng có vẩy cái tay mà phải gảy cái thắt lưng á để cho cái tay nhúc nhích. Và cái thì này là phải thì ngưng. Người thẳng về trước, người đứng bài thế này mà người ngồi đứng thế này này, cái tay là giống như nó lòng về trước, dùng cái gót bàn chân và cái cột khuỷu chân để rung rung cái tay cho rung. Thì ở đó là cái thi ngưng, bắt đầu lặp lại thở ra, hít vào bụng vinh ra, ngưng thở ra, bỏ cùng lại, hít vào ra, quay sang trái 3 lần thôi, chỉ 3 lần thôi. Và như thế cái làm. Nếu như mà thở cái động tác khai chi rồi thì động tác này rất dễ. Rồi hít vào. Đẩy người lên đây. Dùng một bàn chân dùng cái tay. Ba chi bằng nhau nha, thở ra. Hít vào. Rung ngưng thở ra, hít vào, thở ra. Quay. Đối với mọi người, tôi chỉ yêu cầu tập hai cái này thành thục là giỏi rồi. Và tập thế nào mà lúc ấy là người tới thì bùng tới, hít vào. Cứ tập như kiểu ấy là người tới thì bắt buộc bùng tới, hơi thở phải hít vào. Mình cứ lặp đi lặp lại như thế và ta tập khoái. Thì lúc đấy là hơi thở, tưởng ứng cho tâm, ý của mình và thân thể là một. Tập cho dân dân ba cái nhau, tập thành thục mà tập cái tâm nhập định nó hơi thở thì khi đó tâm thân ý sẽ là một. Nó không có ba thi, bốn thi và năm thi nữa, nhưng mà mọi người phải tập được cái hơi thở bốn thi và năm thi. Nhưng có thể tập chưa cần phải hơi thở, chỉ hít vào thở ra nhưng mà tạm thời ngưng có một thi nghỉ. Thì bắt buộc mọi người cái thi bốn thi á, tôi chỉ yêu cầu mọi người dừng lại đó, chưa cần phải phụ thuộc với hơi thở. Hai thì với ba thì tập cho tốt là được rồi. Bây giờ là tập bốn thì, vừa rồi là tập tốt thế đấy. Bây giờ bốn thì như thế này này. Dạ tập. Phải bắt có một cuộc giữa, một thì hít vào là có một khúc nghỉ. Thì bắt buộc nghỉ đó, đầu tiên mọi người chưa nghỉ được bằng hơi thở, chưa dùng hơi thở để cắt ngang cái hơi thở, thì dùng thân thể của mình để tạm thời dần cái hơi thở đi. Dần dần nó sẽ có thói quen. Phải đếm này, hít vào một này, chân trước vuông dừng lại, hơi thở hai thi là không cần phải dừng, phải bắt ba thi phải đừng. Bây giờ này hít vào này, dừng lại, và hít vào lần nữa, thở ra, dừng lại, thở ra lần nữa. Thì dần dần cái động tác tập này dần dần nó sẽ bắt buộc cái hơi thở của mình, nó điều khiển hơi thì mình cắt ra. Thì cái này tôi không yêu cầu mọi người trì luyện và tạm thời cứ tập theo cái nhịp để có một nhịp nào đó sẽ tự động nó sẽ có hình thành cái hơi thở của mình, hiểu không? Bắt buộc cái thi điểm một là chân trước bao giờ cũng vuông này,
một vuông, hai đẩy chân sau lên, ba hạ gót xuống thì chân trước vẫn vuông, dừng lại ngay, bốn một dừng lại, hai vẫn cứ hít vào, ba dừng lại, dừng lại bắt buộc người là không có người, cái thể dừng đây là người mà nằm đằng trước chứ không phải là dừng đằng sau. Lúc mà đẩy cái chân thì thứ bốn đẩy cái người ra mình người đằng sau, một hai ba bốn, nó phải có bốn giai đoạn bước chân, hai một hai thuộc về hơi thở hít vào, ba bốn thuộc về hơi thở hít ra, một cắt một đoạn. Mọi người chưa thể nào điều khiển được hơi thở thì bắt buộc cái động tác nó sẽ dần dần nó dần hơi thở đi, nếu như tập hơi thở đúng tốt. Và lúc quay lui thì nó quay lui ở cái thi thứ bốn của hơi thở, ví dụ một này ngừng, hai ba và quay ở thi thứ bốn, có hiểu không? Hiểu chưa? Nhưng mà mọi người sẽ bị mắc một khuyết điểm, đó là môn. Người là tự nhiên là người phải bị nhớm lên ngay, cho nên phải bắt buộc cơ thể mình phải điều tiết nó. Một dừng lại, vẫn đang còn hít vào, hít vào lần nữa, hai dừng lại, bốn. Hiểu chưa? Có nhiều quá không? Thầy, con hỏi cái dừng lại nín thở hay là dừng lại là dừng lại, ngừng, có thể là một giây hai giây, người nào giỏi thì ba giây, anh muốn ngừng còn nghe ngưng, anh không hít vào không thở ra thì gọi gì là nín như gì nữa, nín khác ngưng, ngưng ngưng cắt cắt đôi cái hơi thở vào đó, còn hít vào một cái là con mà thì ngưng nín á thì bụng mình giữ nguyên và vậy như thế. Cùng cái hơi thở này, cùng là cái hơi thở này, nhưng mà có một thi ngưng giữa nữa thì gọi là hơi thở năm tiếng. Cùng hơi thở, cái này tôi chỉ nói mọi người đếm thôi nha, không cần chữ phần. Mọi người luyện cho tôi 23 thi thật giỏi là tôi là đại cao thủ rồi. Này, nếu như mà có một thi ngưng nín được gọi là hơi thở năm tiếng. Một này, bụng phình ra một tí, hai bụng phình ra tí nữa, ba ướt người tới trước, bụng phình tới trước nhưng mà hơi thở không ra không vào, nhưng lại đó, bốn năm một, nhìn bụng này, hai bụng vẫn tiếp tục lên này, ba ra một tí nữa, hơi thở không ra không vào, bốn năm tiếp tục. Nhưng mà mọi người chưa làm được đâu, cứ làm đếm cái nhịp này cho tôi là được rồi. Có nghĩa là hơi thở này, bốn thi này, một này, mọi người đừng có một ngày là nhớ một khéo ngày là mất ngay, phải điều chỉnh cơ thể mình. Một chân trước vuông, hai đẩy chân lên, ba hạ chân sau xuống, chân trước vuông, người vẫn là tư thế trước, bốn. Nếu như năm thi này, một hai, cái động tác lúc này mày xoay mày lắc chân á, bây giờ lắc nữa mà dùng cái chân đó đẩy người, đẩy cái bụng về trước, ba bốn năm. Bây giờ tập cái này là tập trung nhá, có nhiều quá không? 1, 2, 2, 3 thôi. Để trì luyện một cái này là luyện thêm thôi. 2, 3 thôi. Hả? Chỉ 2, 3 thôi. Chỉ 2, 3 thôi. Còn cái này là luyện khuyến mại. 2, 3 mà cho giỏi thì sau là 4, 5 hay là 7, 8 hay là cái đinh. Cho giỏi là đúng rồi. Cái ngừng là lúc mà cả hai bàn chân đều nằm dưới đất.
lúc ngưng là hai bàn chân đằng trước, nhưng mà chân trước là phải phải câu. Đây là lúc hít vào, thế còn lúc thở ra. Lúc thở ra cũng là cái thì ngưng là cái chân trước. Không, chân trước mình có. Thì mà cắt là nằm ở cái thì chân cong. Không bao giờ chỉ cong một chân. Lúc nào cũng chỉ người chỉ cao, chân chỉ dài, lúc nào cũng chân chỉ thẳng. Không phải chân sau đẩy. Không phải chân sau đẩy. Chị đang bị đau gối. Chị đứng ở đồ xưa chị đau gối. Thôi ai thì làm đúng nha. Hít vào, hai thì thở ra rất từ từ, hợp bụng lại, hít vào, phình bụng ra, người từ trước, thở ra, hợp bụng lại, lần thứ ba, hít vào. Thở ra, quay trên hai gót chân. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Khi cái mũi bàn chân này chưa xuống thì gót chân sau chưa được đưa lên, xong rồi đưa lên, đưa xuống thế, thấy ra được thế này, cho nên là tư thế rất đẹp mà còn hơi thở của anh bị quản nhanh thôi, làm lại theo như tôi nói, tôi sẽ chỉnh lại tư thế rồi, hít vào, chân cong, như này, hít vào, đưa chân sau chưa được lên, từ từ đẩy anh đạp cái mũi bàn chân xuống, hít vào. Mình anh thế, anh phải đạp được bàn chân này. Đây, cái mũi bàn chân này. Thở ra. Anh chưa được nhanh luôn. Từ từ. Cái điều chứ, anh phải điều chỉnh cái mũi bàn chân của bàn chân này. Hiểu chứ? Thế này, dài này. Làm lại lần này. Hít vào. Từ từ, anh phải đạp cái hơi thở của anh về bàn chân này rồi này. Hít vào này. Đấy đấy. Thở ra anh phải đạp cái gót chân này. Thở ra từ từ. Thở ra mình nhấc lên. Nhấc từ lên. Hiểu chưa? Đừng nghĩ tư thế rất đẹp như anh cứ một giai đoạn cho nên là mất mất người. Rồi làm lại. Mình hai gì nhá. Đừng có cắt, đừng có tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là đừng làm thế này. Là hơi thở không bỏ vào cái dế chuyển của cái đầu nó một cái dao động rất là ít. Và lưu ý cái vai. Vặn cái vai lại cho đúng vuông góc cái bàn chân. Rồi, chuẩn bị. Hít vào. Bụng phình ra. Thở ra. Hít vào, bụng phình ra. Thở ra. Lần thứ ba. Hít vào. Thở ra.
quay lên hai con chân, chỉnh cái vai lại, hít vào, thở ra. Thở ra, nhấc mũi bàn chân quay đến cái gót mũi lại. Chưa được, cái quay là lúc mà quay thế này vào này, lúc ra cái đến đây là nhấc cả hai mũi bàn chân lên cùng lúc, rồi từ đồng hai con chân nó quay lại thôi. Mọi người mang vợ thì chắc là đi cái này đau không được. Rồi bắt đầu ba thi này. Khi mà hai thi tập giỏi rồi là ba thi rất là nhẹ, cố chú ý lên xoay cái vai lại. Mọi người vẫn cứ nhắc đi nhắc lại là phải quán chuyển cái vai của mình làm thế nào mà đừng cho để. Tất nhiên là mới ban đầu thì để dần tập, bắt đầu khi quen hơi thở rồi thì mình lại chú ý cái chân. Hơi thở với chân quen rồi thì mình điều chỉnh cái vai từ từ, nhưng mà cố gắng cứ đi lấy cuộc đời coi như là như rồi đứng này, lúc mà đứng cái tư thế đầu tiên là chị phải đứng thì mình vào chân chị phải hất đấy nhé. Rồi ba thì nhá, lưng thẳng đang khao rồi, hít vào đẩy gót chân lên nhìn trời. Thở ra, ba thi bằng nhau. Hít vào. Cùng phình ra. Dùng nguyên lại hít thở. Thở ra. Thứ ba, hít vào. Ra. Quay lên hai con chân, nhấc hai cái mũi chân quay lại đường sau. Rồi tiếp tục. Hít vào. Ngưng. Ngưng cái gót chân sau, rung rung. Rồi. Thở ra. Hít vào. Sai lầm nên nhắc lại bài của anh mà cần chuẩn bị bằng rồi đúng không? Chân sâu thẳng lên, vuông nữa đó, vuông mà. Này, anh phải đứng đạp cái mũi bên chân rồi này. Đưa cái đầu gối tới trước, đưa tới cuối. Cái chân chưa được xuống là cái đầu gối điều khiển cái mũi bên chân xuống. Chân chưa được xuống, cái đầu gối phải đến trước cùng một lúc. Đó, rồi mới đặt nhấc chân sau lên. Hà xuống, chân này chưa được dùng, nhưng cái đầu gối vẫn giữ nguyên, khóc cái đầu gối vẫn giữ nguyên thế này. Cái đầu mình bắt đầu đau quá, chịu chút nhưng thẳng được không? Có nghĩa là lúc mà anh hà cái chân sau xuống này thì cái đầu gối này vẫn giữ nguyên mà. Người vẫn tỉ trước này nè, đã nó mới đẩy ra làm sao này. Cái đầu gối nó còn di chuyển vẫn giống cái đầu rồi, thì đợi tôi đập lại đó.
người đàn lại. Đều của thanh chuẩn đây. Người nhiên là người nhiên thẳng đất rồi. Vào. Đồ gối đâu? Rồi đúng rồi. Nhưng này đó một tí coi. Lên. Thở ra. Người hướng ra nhìn thấy trước. Ra đằng sau một tí, người hướng ra một tí. Rồi, đi vào. Đồ gối. Đúng rồi. Nhưng này một tí đó. Vần vần lại cái này chưa xuống mà cái sau là lên rồi. Lại lên. Rồi. Đi vào. Đúng rồi. Trở ra, hạ chân sau xuống, gót chân xuống thì mình được đưa lên. Đã là người đang tin. Hiểu chưa? Rồi. Còn ai muốn trình nữa không? Hả? Ba thì ai thì? Ba thì rồi. Mày lấy xin nhau. Từ đây lên này. Hà chỗ này. Hà chỗ đó. Chỉ được cái chân này ra sau rồi. Rồi làm lại. Cho số đi. Chiều mai. Chiều mai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.